Đây là cảnh chờ xếp hàng để vô siêu thị. Đây là xếp hàng ở vòng 1 thôi nha. Còn vòng 2, vòng 3, vòng 4 nữa. Còn nhiều lắm. Ủa lâu lắm, đứng xếp hàng vô đi cô ơi, để xe nó chạy vô nè. Không biết là có nên đứng chờ nữa không á chứ. Đây. Cái này là hàng của mình. Đó. Đứng qua xếp hàng đi, chưa tới ta báo đâu. Lâu lắm, còn dài lắm. Mấy tour nữa mới có tiếp. Đứng ra đó xếp hàng vô nè nha. Được vòng xếp hàng thứ hai, vòng này là vòng chờ để cô tuốt bên trong siêu thị. Nhưng mà phải khai báo y tế. Ngồi chờ. Bây giờ bắt đầu sẽ ngồi chờ, ngồi chờ ở này cũng nhanh thôi à, không có lâu. Tiến được cái gần vô bên trong, gần tới vô được siêu thị rồi à, mọi người ngồi thì vẫn cách xa nhau chứ không ngồi tính tính lại đâu nha, vẫn ngồi đúng tiêu chuẩn cách xa nhau chứ không có chung sát nhau đâu, nên yên tâm là không có dính virus. Em tưởng dòng này lên được vô rồi nhưng không, còn một dòng nữa dòng em rồi dòng lên trên nữa. À, chơi được vô rồi nè, em cũng sắp được vô rồi. Em xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn. Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2021 và sáng hôm nay thì em chở chị đi siêu thị, tại vì trong siêu thị thì không có chỗ giữ xe với lại phải xếp hàng lâu á, thì em chở chị tới siêu thị rồi thì em đi về chị mua xong rồi quay lại rước, rồi sẵn tiện đây đi ra siêu thị rồi quay vài hình ảnh trên đường để chia sẻ với anh chị và các bạn cũng như vài thông tin ở Sài Gòn trong những ngày dịch bệnh như thế này. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường của Bắc, khu vực quận 1. Thì việc đi lại ở Sài Gòn trong thời điểm này thì chỉ có giới hạn trong cái nhu cầu đi đi siêu thị hay là đi chợ hay là đi chợ thì đóng rồi, chỉ có đi siêu thị đi mua thuốc rồi khám chữa bệnh y tế thôi, nói chung là như vậy thôi. Rồi ở ngoài đường thì có các anh shipper thì được chạy khắp các nẻo đường nhưng mà cũng phải xuất trình giấy tờ rồi chốt chặn rồi cũng rất là khó khăn. Thì mấy bữa thì em chưa có nhà cũng chưa có đi siêu thị thì do là đồ ăn còn, nhưng mà hôm nay thì hết rồi. Mày là trống trơn, đang quẹo qua con đường Hồ Nguyễn Khắc Nhu ở đi siêu thị cũng gần nhà thôi, cô ấp Công Quỳnh. Thì quay được bao nhiêu phút thì chia sẻ bấy nhiêu phút thôi, chứ hôm nay cũng không có đi lòng vòng. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm, nói chung hôm nay thì không có cố tình đi ra đường để quay phim, chỉ là đi để thấy được cái hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào thôi. Xe đạp đẹp không? Xe đạp nào? Chưa bao giờ chúng ta thấy một hình ảnh của Sài Gòn buồn như thế. Và trước mặt chúng ta đó là khu vực rạp Hưng Đạo ngày xưa, ngày nay là rạp Trần Hữu Trang. Đi qua bên kia là con đường Nguyễn Cư Trinh, khách sạn khu mình. Mấy ngày nay thì đi đâu cũng thấy như thế này thôi, đi đường nào cũng như vậy. Thành ra mình đi một con đường là mình thấy được, hình dung được tất cả các khu vực. Việc đi siêu thị bây giờ nói chung nó không có thoải mái như ngày xưa nữa. Thì biết là vì do là dịch bệnh rồi, nhưng mà xếp hàng 4-5 lượt, 3-4 lượt nữa. Xếp hàng để gửi xe, xếp hàng để khai báo y tế, rồi xếp hàng để mua, rồi xếp hàng để tính tiền. Nói chung là cần thiết thì mới đi thôi. Ở tiệm thuốc mấy nay thì lúc nào cũng đông người thế này nè.
tiệm thuốc có bán hành tỏi luôn. Đó, giờ thịt cá rau củ được lên ngôi. Chưa bao giờ Sài Gòn lại cần thực phẩm đến như thế. Đó, đây là khu vực chợ chợ Thái Bình. Ai cũng đi kiếm đồ mua. Đâu có đâu. Người ta mua rau đồ đó, rau ở phía trước cửa chợ đó. Bánh mì nữa nè. Lâu lâu lắm mới ra chỗ ngã năm Thái Bình này. Rạp Khải Hoàn năm xưa. Không biết ngay siêu thị có đông hay không. Bây giờ mà đi ra đường mà không có lý do, không có giấy tờ, có lý do mà không có giấy tờ là rất là hồi hộp á. Ví dụ như mình nói đi chợ mà không có giấy đi chợ, hay là mình nói đi ngân hàng mà không có giấy ngân hàng hay gì đó là cũng rất là nguy hiểm. Đó, ở đây là ngay Bùi Thị Xuân với lại Tố Tùng nè. Ủa, Bùi Xuân với lại Khánh Quỳnh nè. À, rồi chúng ta qua đường. Thì vô đây, anh đứng đây chờ. Họ chắc mua lẻ đi rồi vô trọng coi tình hình sao rồi báo. Không, đi về đi anh Sơn gọi điện. Bên trong siêu thị Cóp Mắt. Ở gần đây thì có những cái rào trắng. Rào trắng đi qua bên kia là khu vực quận 3 đó. Rồi chắc đi về rồi hồi nữa quay lại đón, chứ đứng ngay đợi thì lại tụ tập mất công. Siêu thị này cũng thấy cũng vắng, cũng đỡ, không đến nỗi nào. Ồ, bên đây hẻm 166 của nhà chị Mai nè, cũng đang bị phong tỏa đó. Lâu quá rồi không đi ra đường, không biết tình hình thế nào. Vẹo qua con đường Nam Quốc Can ha. Video clip này không nhằm mục đích câu view hay là vụ lợi, hay là cố tình đi ra đường. Và cũng không khuyến khích tất cả các anh chị và các bạn đi ra đường nếu mà không có việc cần thiết. Do là hôm nay em đi chở nị đi siêu thị, đi mua đồ ăn, rồi đi về, hồi nữa quay lại rước. Nên thật ra sẵn đây quay vài hình ảnh chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Ở đây có người bán thịt heo, nhưng mà thôi, để đi siêu thị rồi thôi, khỏi mua. Ở phía trước chúng ta đó là con đường Nguyễn Trãi đi thẳng về quận 5. Con đường Nguyễn Trãi ngày nay chúng ta thấy rất là vắng lặng luôn, vắng không có từ nào mà diễn tả được. Quay qua con đường Phạm Ngũ Lão ha. Nói chung mấy anh
đô thị ở đây thì người ta cũng thoáng để cho người dân còn đi mua đồ ăn đồ, chứ siết chặt quá không được đi mua đồ ăn, không được đi ra ngoài trong cái nhu cầu cơ bản thì cũng rất là căng, không sống được luôn á. Nay thì nhà nước có thông báo giảm tiền điện cho những khu vực, các tỉnh, thành phố đang thực hiện cái lệnh giãn cách xã hội giảm 10-15%. Thì tính ra bình thường nhà tiền điện nếu mà 100 ngàn thì ở 1 triệu thì giảm được 150 ngàn. Còn ví dụ như nhà 500 ngàn thì giảm được 75 ngàn. Nói chung là không đáng nhiều, kệ có đỡ hơn không. Nói chung được giảm mấy chục ngàn, trăm ngàn là thấy cũng được bữa ăn. Buổi sáng cũng có nhiều người bán rau cải ngay tại nhà người ta nè. Mà nhà, nhưng mà do nãy đi siêu thị rồi nên thôi, chắc không mua, hạn chế cái nào mình có rồi thôi. Đây là khu vực đường Bùi Viện, phố Tây. Anh chị thấy, nói chung mình nhìn ở đây thì mình sẽ thấy được ở các con đường khác, hình dung được các hình ảnh ở các con đường khác là không có cảnh buôn bán, không có nhộn nhịp như một Sài Gòn ngày xưa. Mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Hôm qua có một cái bài thời sự trên đài VTV, một phát thanh viên phát ngôn rất là gây xúc phạm tới con người, hàng triệu người dân luôn. Ồ, đây là Green Market, thực phẩm rau sạch, rau củ quả. Đây cũng có bán rau này, ngay góc Đề Thám với Bùi Viện. Phát thanh viên ấy nói về cái nỗi sợ trong mùa dịch, lấy bộ não con người ra làm ví dụ. Có ba loại: bò sát, rồi não thú, não người. Lấy ví dụ khi mà đi ra đường gặp bộ phận chức năng kiểm dịch thì bỏ chạy, đó là não bò sát, bản năng của bò sát. Gặp nguy hiểm là quay đầu, một đèn đỏ mà ta cũng vẫn chạy ta. Rồi não thú là những người mà không tuân thủ hay đi ra đường là não thú, nhưng mà anh ta không có hiểu là người ta đi ra đường vì mục đích gì. Phải xác định được mục đích người ta đi ra đường thì mới gọi là não thú chứ. Còn những người tuân thủ ở trong nhà, có sẵn cơ bưng nước rót, có sẵn của ăn của để thì gọi là não người. Tuân thủ là não người, rất là vô lý, hết sức là xúc phạm lắm. Không hiểu sao một đài truyền hình quốc gia lại có một cái biên tập viên như vậy luôn. Rồi, và tới đây cũng đã tới nhà rồi. Chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Lâm TV. Video clip không nhằm mục đích câu view hay vụ lợi hay là khuyến khích mọi người ra đường. Nhưng mà đây là những hình ảnh tiện đường em đi chợ này, đi siêu thị rồi, sẵn quay chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây cũng xin chúc
tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong sao dịch bệnh này sớm đi qua để người dân chúng ta trở lại cuộc sống bình thường.